Kỷ Đi Vông là một kỷ địa chất trong Đại Cổ Sinh. Nó được đặt theo tên gọi của khu vực Đi Vông, Anh, là nơi mà các loại đá thuộc kỷ này được nghiên cứu lần đầu tiên. Trong kỷ Đi Vông thì những loài cá đã tiến hóa để có chân đã xuất hiện lần đầu tiên và bắt đầu việc đi lại trên mặt đất như là động vật bốn chân, Tetrapod. Những động vật chân khớp, Arthropod, như côn trùng và nhện cũng bắt đầu chiếm lĩnh môi trường sống trên đất liền. Những loài thực vật hạt trần đầu tiên cũng lan truyền trên các vùng đất khô, tạo thành các cánh rừng lớn. Trong lòng đại dương, cá đã đa dạng hóa thành những loài cá mập và các loài cá vây thùy, Tacopti, và cá xương. Những loài động vật thân mềm như cút, Ammonita, cũng đã xuất hiện, còn bọ ba thùy, Trilobita, và những động vật tay cuộn, Brachypo, tương tự như động vật thân mềm và các đá san hô ngầm lớn vẫn là phổ biến. Sự kiện tuyệt chủng hậu Đi Vông đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các sinh vật biển. Trong lòng đại dương hàng trăm triệu năm trước, có một loài cá ăn thịt với răng nanh và hộp sọ khổng lồ. Chúng là Dungleosteus. Với thân hình mập mạp và hình dáng hung dữ, Dungleosteus là một loài cá ăn thịt tiền sử có kích thước khá lớn. Trước đây có rất nhiều tranh cãi về kích thước thật của loài cá này, bởi vậy rất nhiều người cho rằng loài cá này có chiều dài cơ thể lên tới hơn 10 mét. Nhưng trên thực tế, qua phân tích và mô phỏng lại thân hình của loài cá này từ các mẫu hóa thạch tìm kiếm được, đi theo đó là một đôi mắt mọc ở hai bên đầu với những chiếc răng sắc nhọn khổng lồ có thể nhìn thấy ngay từ bên ngoài. Mặc dù có thể nhìn thấy ngay từ bên ngoài, nhưng trên thực tế loài cá này không hề có răng cái đuôi lớn, mạnh mẽ ở phía sau. Cơ thể rắn chắc, cái miệng sở hữu lực cắn kinh hoàng và bộ giáp cứng cáp khiến cho Dungleosteus trở thành một chiếc xe bọc thép đúng nghĩa ở trong lòng đại dương. Đây được xem là thời đại hoàng kim của các loài cá. Sự phát triển thịnh vượng của các loài cá ăn thịt cỡ lớn cũng được xem là điểm nhấn của thời kỳ này. Những loài cá có cấu trúc hộp sọ và hàm tương tự cũng xuất hiện khá phong phú, nhưng Dungleosteus vẫn được coi là một trong những động vật có xương sống có hàm sớm nhất trong lịch sử trái đất. Với cấu tạo vô cùng đặc biệt, đầu và ngực được bao phủ bởi các tấm xương như bọc thép, Dungleosteus là nỗi khiếp đảm của cá mập cùng nhiều loài sinh vật biển khác thời tiền sử. Các nhà khoa học cho rằng, Dungleosteus thường xuyên nhả các xương của con mồi ra chứ không hoàn toàn tiêu hóa chúng. Dungleosteus là một loài cá hung dữ, nó có thể ăn bất cứ thứ gì gặp trên đường đi săn, từ cá bé, cá lớn, cá mập hay thậm chí là đồng loại của mình.